37. Đại trưởng lão Nàn đá C. Sư hoạch đắc danh hiệu đệ nhất Vào một dịp khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tỳ khưu tại tịnh xá Trị Tá Quán Nát, Ngài công bố Này các tỳ khưu trong số các thinh văn đệ tử của Như Lai mà khéo hộ phòng các căn thì tỳ khưu Nàn Đá là đệ nhất Những vị thinh văn tỳ khưu khác cũng khéo hộ phòng các căn Đại đức nành đá vượt trội tất cả họ ở chỗ bất cứ khi nào vị ấy nhìn vào một trong mười phương diện để nhìn vào một cái gì đó. Vị ấy làm như vậy để sau khi đã nắm chắc rằng vị ấy đã có bốn loại tỉnh giác. một Suy nghĩ kỹ về điều hơn lẽ thiệt của hành trước đã. 2. Suy nghĩ kỹ một hành động dù có lợi, liệu có thích hợp để hành động không? 3. Suy nghĩ kỹ không để bị lỗi lầm trong việc đi lại nhiều nơi khác nhau. 4. Suy nghĩ kỹ để tránh mọi hành động bị ảnh hưởng bởi si mê. Vì ấy đã áp dụng sự phòng hộ nghiêm ngặt, bởi vì vì ấy cảm thấy hối hận về sự thiếu kiểm soát như vậy mà có gốc rễ ở việc không an vui trong đời sống xuất gia của vị ấy. Hơn nữa, vị ấy có cảm giác xấu hổ với điều ác và sợ hãi điều ác. Và trên tất cả, do trong quá khứ vị ấy từng phát nguyện đạt được pháp đặc biệt này. Khi quỳ dưới chân Đức Phật Bồ Đôn Tát cách đây 100.000 đại kiếp bây giờ mới thành tựu